quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Người đứng đầu cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB Alexander Bornikov ngày 23 tháng 3 thông báo 11 nghi phạm đã bị bắt giữ liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Krokus City Hall gần Moscow. Theo tuyên bố, 4 người trong số 11 nghi phạm bị bắt được cho là có liên quan trực tiếp đến vụ tấn công. Hoạt động điều tra truy tìm những đồng phạm khác đang được tiến hành. Trước đó, một nhóm tay súng có vũ trang tấn công trung tâm Krokus City Hall ở thành phố Kramatorsk tối 22 tháng 3. Đây được xem là một trong những vụ khủng bố tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại. Theo đài RT, FSB cho biết, sau khi thực hiện vụ tấn công, các thủ phạm đã cố trốn thoát bằng ô tô, chạy về phía biên giới Nga-Ukraine. Theo FSB, cả 4 kẻ khủng bố đã bị bắt tại vùng Brenas của Nga trong vòng vài giờ nhờ hành động phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan an ninh và cảnh sát. Các nghi phạm này đang được chuyển đến Moscow. Trong khi đó, truyền thông Nga đưa tin vụ xả súng do nghi phạm mang quốc tịch Tajikistan thực hiện. Theo thông tin từ truyền thông, cơ quan thực thi pháp luật Nga đã công khai danh tính kèm ảnh các nghi phạm gồm Sokin John Safojoda, 21 tuổi, Rustam Nazaro, 29 tuổi, Rivozindin Imosno, 51 tuổi và Masma Rasul Naridino, 37 tuổi. Bộ Ngoại giao Tajikistan cho hay họ chưa nhận được sự xác nhận chính thức từ Moscow. Trước đó, một số phương tiện truyền thông cho rằng vụ tấn công do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng thực hiện. Tuy nhiên, các kênh truyền thông khác bác bỏ thông tin này. Phản ứng sau vụ tấn công, cố vấn của người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Podolia khẳng định Ukraine không liên quan đến vụ việc. Vụ xả súng hôm 22 tháng 3 khiến ít nhất 93 người thiệt mạng và ít nhất 145 người bị thương. Ủy ban điều tra cảnh báo số người chết có thể còn tăng. Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murasko cho biết khoảng 115 người nhập viện, trong đó có 5 trẻ em và 60 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Theo hãng thông tấn TASS Nga, các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố và kêu gọi các nước hợp tác tích cực với Nga để đưa kẻ phạm tội ra trước công lý. Trong thông tin mới nhất, cơ quan truyền thông AMA của Tổ chức Nhà Hồi giáo tự xưng IS cho biết trên Telegram rằng nhóm này nhận trách nhiệm vụ tấn công. IS, nhóm tay súng từng kiểm soát các vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria. Ít nhất 5 tay súng bắt đầu bắn vào dân thường trong trung tâm hòa nhạc Krokus City Hall ngay trước khi nhóm nhạc rock thời Liên Xô Picnic chuẩn bị biểu diễn tại nhà hát có 6.200 ghế này ở ngoại ô phía tây Moscow. Video được xác định cho thấy nhiều người trong hội trường lao ra lối thoát hiểm khi tiếng súng liên tục vang lên cùng với tiếng la hét. Đoạn video khác cho thấy những tay súng này bắn vào nhiều nhóm người, một số nạn nhân nằm bất động trên vũng máu. Một nhân chứng hoảng hốt nói với hãng tin Reuters, đột nhiên có tiếng nổ phía sau chúng tôi, một loạt tiếng súng nổ mà tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Vụ dẫm đạp bắt đầu, mọi người chạy đến thang cuốn, tất cả đều la hét, mọi người đều bỏ chạy. Số thương vong cao trong vụ xả súng hôm 22 tháng 3 khiến đây là một trong những vụ tấn công tồi tệ nhất vào Nga kể từ vụ bao vây trường học Beslan năm 2004 khi các tay súng Hồi giáo bắt hơn 1.000 người, trong đó có hàng trăm trẻ em làm con tin. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã được thông báo ngay từ những phút đầu tiên về vụ tấn công và đang được cập nhật thông tin thường xuyên. Sau vụ tấn công, Nga đã thắt chặt an ninh tại các sân bay, trung tâm giao thông và khắp thủ đô, nơi có hơn 20 triệu dân. Tất cả các sự kiện công cộng quy mô lớn đều bị hủy bỏ trên khắp cả nước. Cựu Tổng thống Dmitry Medvedev, người hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, vừa đưa ra những tuyên bố nóng về vụ xả súng gần thủ đô Moscow hôm 22 tháng 3. Theo đó, cựu Tổng thống Dmitry Medvedev cho biết, những kẻ tổ chức và thực hiện vụ tấn công khủng bố tại buổi hòa nhạc gần Moscow sẽ bị truy lùng và tiêu diệt không nương tay. Nhà Trắng lên án vụ tấn công khủng bố lớn gần thủ đô Moscow, Nga hôm 22 tháng 3 khi các tay súng che mặt xông vào buổi hòa nhạc xả súng, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Phát biểu ở Washington, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết Nhà Trắng gửi lời chia buồn tới các nạn nhân trong vụ tấn công khủng khiếp, đồng thời nói thêm rằng họ đang cố gắng thu thập thông tin về vụ việc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres
cũng lên án vụ xả súng và bày tỏ sự chia buồn với các gia đình nạn nhân. Hội đồng Bảo an đã ra thông cáo lên án vụ tấn công. Theo hãng tin TASS, khoảng 1/3 khu phức hợp Krokus City Hall, nơi xảy ra vụ xả súng, đã chìm trong biển lửa, trong khi một số video chưa được xác nhận cho thấy máy bay trực thăng đã được điều động để dập tắt đám cháy. Được tin vụ tấn công khủng bố tại trung tâm thương mại Krokus, Moscow, Nga tối ngày 22 tháng 3 năm 2024 giờ địa phương khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Ngày 23 tháng 3, quyền chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Ngày 23 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, chúng tôi hết sức bàng hoàng khi nhận được thông tin về vụ tấn công khủng bố dã man này và xin gửi đến Chính phủ, nhân dân Nga cùng gia đình các nạn nhân lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất. Việt Nam lên án mạnh mẽ hành vi tấn công khủng bố dưới mọi hình thức và tin tưởng chắc chắn rằng những kẻ thủ ác sẽ bị trừng trị thích đáng. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, đến nay chưa ghi nhận có công dân Việt Nam là nạn nhân trong vụ việc. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán đang khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, bám sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp bảo hộ cần thiết trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp nạn. Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã khuyến cáo cộng đồng hạn chế có mặt tại những khu vực đông người, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin và liên hệ ngay với Đại sứ quán theo đường dây nóng bảo hộ công dân. Cộng 79166821617 hoặc Tổng đài Bảo hộ Công dân tại Việt Nam, cộng 84-98-18-48-484 khi gặp tình trạng khẩn cấp để được hỗ trợ. Hơn 60 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương hôm 22 tháng 3 khi các tay súng xả súng vào những người tham dự buổi hòa nhạc gần thủ đô Moscow của Nga. Đây là một trong những cuộc tấn công nguy hiểm nhất vào Nga suốt nhiều thập kỷ qua. Trong thông tin mới nhất, cơ quan truyền thông Amaq của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS cho biết trên Telegram rằng nhóm này nhận trách nhiệm vụ tấn công. Cộng đồng quốc tế chia buồn với Nga lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố. Reuters trích dẫn tuyên bố từ Liên Hiệp Quốc cho biết, các thành viên của Hội đồng Bảo an lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất vụ tấn công khủng bố tàn ác và hèn nhát. Tuyên bố nêu rõ, chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải buộc những thủ phạm, những người tổ chức, tài trợ cho hành động khủng bố đáng trách này phải chịu trách nhiệm và được đưa ra trước công lý. Những thông tin quốc tế nổi bật đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Và đừng quên chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.